giờ là phần thi về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 75, 155, 255 và 140 điểm. Và người đầu tiên đến với phần thi này đó chính là Quang Minh. Xin mời bạn tiến lên phía trước. Quang Minh hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Em thưa anh là em chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm đó là lựa chọn của Quang Minh và chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên của bạn như sau: huyết áp của trâu, bò, ngựa được đo ở đâu? Em xin thưa anh chỉ là huyết áp của trâu, bò, ngựa được đo ở đuôi ạ. Vâng, Quang Minh đã có một câu trả lời rất nhanh. Và tại sao bạn lại biết ạ? Dạ, em đã từng đọc kiến thức này rồi ạ. Vâng, một kiến thức mình đã đọc qua và thật hay khi hôm nay nó xuất hiện ở chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia và mang đến cho bạn 20 điểm. Chúc mừng bạn Quang Minh. Câu hỏi tiếp theo dành cho Quang Minh như sau: độ lớn của lực đẩy Archimedes tỷ lệ thuận với hai đại lượng vật lý nào? Câu trả lời của em là trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích vật bị ngập trong chất lỏng. Quang Minh đã trả lời rất chậm rãi, từ tốn và rất chính xác. Xin chúc mừng bạn, cực kỳ xuất sắc. Ở câu hỏi cuối cùng này thì Quang Minh có muốn thử sức với ngôi sao Hy Vọng không? Dạ không ạ. Câu hỏi với 20 điểm như sau: bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hello everyone, my name is Marcia. I work at Apollo English Center. Today I have a question for you. July 27th is the War Invalids and Martyrs Day in Vietnam. What Vietnamese title is awarded or posthumously awarded to mothers who have made numerous contributions and sacrifices for the cause of national liberation, national construction and defense, and the performance of international obligations? Good luck! Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Trong câu hỏi vừa rồi thì cô có nhắc đến ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ ở Việt Nam. Và nhà nước ta truy tặng danh hiệu gì cho những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế? Và đáp án của chúng tôi ở đây là mẹ Việt Nam anh hùng, Heroic Vietnamese Mother. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Quang Minh rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Người đang tạm dẫn thì là người đang có 155 điểm, bạn Ngọc Mai. Ngọc Mai đã sẵn sàng bước vào phần thi về đích chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Xin mời bạn. Mai sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào ạ? Em xin lựa chọn 20, 30, 20. 20, 30 và 20. Chúc bạn thành công với lựa chọn này. Một nồi cơm điện có ghi công suất là 1.000 W và cần 30 phút để nấu cơm chín. Vậy trong thời gian đó, điện năng mà nồi cơm điện tiêu thụ là bao nhiêu kWh? Biết rằng thiết bị hoạt động đúng định mức. Anh chị là 0,016. Chúng tôi muốn nghe những đáp án khác ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Quang Minh. Em thưa anh chị là 0,5 kWh. Bạn đã tính như thế nào ạ? Em thưa anh chị là 1.000 W thì em đổi ra 1 kW, thời gian là 30 phút thì là sẽ là 0,5 giờ. Lấy 1 nhân 0,5 thì sẽ là 0,5 kWh. Và đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn.
Vâng, Ngọc Mai hãy bình tĩnh, phía trước bạn sẽ là câu hỏi có giá trị 30 điểm. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Câu hỏi của Ngọc Mai như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào các bạn thí sinh của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một câu hỏi hóa học liên quan đến xà phòng. Thì phản ứng điều chế ra xà phòng chính là phản ứng xà phòng hóa. Và phản ứng này có hai chất tham gia. Thứ nhất đó là chất béo. Thì ở đây mình sử dụng dầu ăn và dầu dừa. Và thứ hai đó chính là dung dịch NaOH, hay còn gọi là sút đấy các bạn. Đây, nhúng giấy đo pH vào, lập tức nó sẽ chuyển thành màu xanh tím như này. Đây là dầu dừa cho vào này. Và NaOH cho từ từ thôi. Sau khi ngoáy khoảng 5-10 phút thì hỗn hợp nó sẽ đặc sánh lại. Ở đây mình chuẩn bị một cái khuôn đây. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa sẽ bao gồm xà phòng là các muối natri của axit béo ấy. Ngoài ra còn một chất nữa. Chất này có tác dụng giữ ẩm và dưỡng da rất tốt, nên thường được dùng cho mỹ phẩm với các bạn. Và câu hỏi của mình là các bạn hãy cho mình biết tên gọi và công thức hóa học của chất này nhé. Trả lời của em là NaCl, muối ạ. Natri clorua. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Vâng, chất còn thiếu ở đây là glycerol, có công thức hóa học là C3H5OH tất cả 3 lần hoặc C3H8O3. Và chúng ta còn câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của Ngọc Mai. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Đã không ạ. Câu hỏi dành cho Ngọc Mai như sau. Sự kiện tự thiêu của vị hòa thượng nào vào năm 1963 đã được phóng viên Malcolm Brown chứng kiến và chụp ảnh lại? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Và đó là Quang Minh. Xin mời Quang Minh. Em cho chị là hòa thượng Thích Quảng Đức. Bạn có nhớ hay biết những thông tin về sự kiện này không ạ? Em nhớ hình như là vào ngày mùng 6 tháng 6 hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối chính quyền Mỹ Ngụy. Cách đây 60 năm sự kiện vị hòa thượng đã tự thiêu để phản đối chính sách hà khắc của chính quyền Ngô Đình Diệm vào ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tức ngày 11 tháng 6 năm 1963, đã gây chấn động toàn thế giới. Và đó chính là hòa thượng Thích Quảng Đức. Xin chúc mừng Quang Minh! Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của Ngọc Mai. Bạn có thể về vị trí. Còn bây giờ thì Đức Tuấn đã rất sẵn sàng với giấy bút và máy tính của mình rồi. Xin mời bạn tiến lên phía trước. Bạn sẽ lựa chọn thế nào? Em lựa chọn các câu hỏi 20, 30, 30. 20, 30 và 30. Chúc bạn thành công. Năm 1873, bác sĩ người Na Uy Gerhard Hansen đã công bố việc tìm ra vi trùng gây nên một căn bệnh truyền nhiễm mãn tính sau khi quan sát các nốt da của người bệnh. Về sau, bệnh này còn được gọi là bệnh Hansen. Đó là bệnh gì ạ? Câu trả lời của em là bệnh dịch hạch. Cơ hội giành điểm thuộc về các bạn thí sinh còn lại. Mời Quang Minh. Thưa anh chị, câu trả lời của em là bệnh sởi. Câu trả lời của bạn là bệnh sởi. Và câu trả lời của chúng tôi là bệnh phong ạ. Rất tiếc là chưa có bạn thí sinh nào trả lời đúng, nhưng mà sao Đức Tuấn cười tươi thế nhỉ? Vậy do em nhớ kẻ phê ông Tì Hồ à? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Có khi nào trong chiến thuật của Đức Tuấn bạn nghĩ về ngôi sao hy vọng chưa ạ? Dạ, chắc câu cuối cùng. Vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục với câu hỏi số 2 nhé.
Tại vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023, Việt Nam được xếp ở bảng E cùng với 3 đội tuyển quốc gia nào? Mỹ, Hà Lan và... Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Tiếp tục là Quang Minh. Xin mời bạn. Em thưa anh chị, câu trả lời của em là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Bây giờ thì Tuấn đã nhớ ra chưa ạ? Chính xác, Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Xin chúc mừng Quang Minh. Và ở câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của mình thì bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Vâng, chúc bạn thành công và may mắn với câu hỏi này. Ngôi sao hy vọng. An Bình Cúc vào một cửa hàng mua tập, bút và hộp đựng bút cùng loại. An mua 20 quyển tập, 4 cây bút và một hộp đựng bút hết 176.000 đồng. Cúc mua 2 cây bút và một hộp đựng bút nhưng chỉ trả 36.000 đồng. Do Cúc là khách quen nên được giảm 10% trên tổng số tiền mua. Hỏi nếu Bình mua 2 cây bút và 20 quyển tập thì hết bao nhiêu tiền? Xin mời các bạn thí sinh còn lại ạ. Một câu hỏi toán khá khó và nếu như cho Đức Tuấn có thêm thời gian thì bạn có tính ra đáp án khác không ạ? Nghĩ là không kịp ạ. Không kịp đúng không ạ? Và đáp án chính xác của chúng tôi trong cuộc này là nếu Bình mua 2 cây bút và 20 quyển tập thì sẽ hết là 136.000 đồng ạ. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Đức Tuấn rồi, bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Thùy Dung, cô gái năng động nhiệt huyết, xin mời bạn bước lên phía trước để tham gia phần thi về đích. Dung sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Dạ, em chọn 3 câu 20 điểm ạ. 3 câu 20 điểm dành cho Thùy Dung. Chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn như sau. Nhân vật nào trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao được miêu tả là có cái cười tào tháo và giọng nói ngọt nhạt mà thâm hiểm chết người? Dạ. Dạ, thôi em xin trả lời là Nhạc Bá Thống. Các bạn thí sinh còn lại có ý kiến khác không ạ? Quang Minh, mời em. Em là Bá Kiến. Đó mới là câu trả lời chính xác ạ. Thùy Dung cứ bình tĩnh nhé. Lúc nãy khi mà Thùy Dung chuẩn bị bước lên thi á, thì chị thấy là có rất nhiều những người bạn của em ở phía dưới còn rưng rưng cơ. Các bạn rất là thương em ạ. Cố gắng thật bình tĩnh nhé. Phải làm hết sức thôi. Đừng đặt nặng số điểm. Câu hỏi tiếp theo dành cho em. Khí mỏ than CBM có thành phần chủ yếu là hợp chất nào? Dạ, xe á số bạn. Than hoạt tự... Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Tiếp tục là Quang Minh. Câu trả lời của em là khí CO carbon monoxide. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là khí metan CH4 ạ. Một câu hỏi khá khó và chúng ta chỉ còn một câu hỏi nữa thôi. Không biết là Thùy Dung có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ.
Câu hỏi dành cho Thùy Dung như sau. Trong tác phẩm Tình rừng của Nguyễn Tuân, các từ ngư, tiều, canh, mục tương ứng với các công việc nào sau đây? Làm gốm, chăn nuôi, làm muối, làm rừng, bán chiếu, trải lưới, trồng trọt, buôn bán. Dạ, em thấy thì là ngữ thì đó là trải lưới ạ. Tiều thì là làm rừng ạ. Cánh là mục là chăn nuôi ạ. Cánh là bốn bạn. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Có vẻ như cái chuông ở Quang Minh trong phần thi về đích này là hoạt động hết công suất đấy ạ. Xin mời Quang Minh. Em thưa chị, câu trả lời của em là ngữ là chai lưỡi, tiêu là làm rừng, cánh là buôn bán, mục là trồng trọt. Hai bạn có những điểm chung trong câu trả lời của mình, trong đó ngư là trải lưới, chính xác. Tiêu là làm rừng, chính xác. Và mình vẫn nhớ là Dung có nói mục là chăn nuôi đúng không ạ? Chính xác, tuy nhiên canh phải là trồng trọt. Vì vậy đó mới là đáp án chính xác và hoàn thiện của chương trình. Dù sao thì Thùy Dung cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Có một chút áp lực về thời gian nhưng mà em cũng đã cố gắng hết sức mình. Em có thể về vị trí. Cảm ơn Dung. Một tràng pháo tay cho cô gái của chúng ta. Bốn phần thi đã kết thúc và chúng ta hãy cùng nhau tổng kết số điểm của bốn bạn thí sinh. Đầu tiên là Thùy Dung đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Chương Ba, Nghệ An với 55 điểm. Một cô gái tràn đầy năng lượng và đã để lại rất nhiều dấu ấn tốt đẹp cho chương trình. Bạn Đỗ Ngọc Mai đến từ trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, Thái Nguyên giành được số điểm 115. Một thí sinh cực kỳ xuất sắc đến từ trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Quảng Bình, Trần Quang Minh, 355 điểm. Và bạn Dương Đức Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Bình Định giành được số điểm 80. Vẻ như cuộc thi đã qua nhưng gương mặt của bốn bạn thí sinh vẫn còn có một chút căng thẳng hồi hộp. Bây giờ thì hãy hít một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm, cầm tay nhau bước lên bục vinh quang của chương trình. Xin mời các em. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Nguyễn Hoàng Linh. Và xin kính mời ông Nguyễn Hoàng Linh sẽ lên sân khấu trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Giành được giải nhất tuần ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Xin chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Linh.